các loài cá tiền sử khổng lồ vẫn sống đến nay. Những loài cá từng sống trong thời kỳ khủng long hàng chục triệu năm trước, tiếng chừng đã tuyệt chủng vẫn đang tồn tại giữa tự nhiên. Vào năm 1938, thì một mẫu vật tìm thấy tại Nam Phi đã chứng minh cá vây tay cổ không hề tuyệt chủng trong kỳ phấn trắng cùng với khủng long. Thậm chí con cá vây tay bằng da bằng thịt này có thể thở. Mới đây người ta cũng tìm thấy cá vây tay tại Indonesia vào năm 1999. Cá tầm cũng sống từ khoảng đầu thế kỷ Jura. Con cá tầm lớn nhất có thể dài tới 6 mét, to như cá mập trắng lớn. Cá tâm ăn các loài động vật nhỏ dưới đáy biển, đặc biệt chúng lại không gây nguy hiểm trừ khi bị khiêu khích. Đây là loài cá cổ nhất còn sống tới ngày nay ở vùng Nam nước Mỹ, phía Bắc và Đông Mexico, và được cho rằng tồn tại từ kỷ phấn trắng. Cá sấu mõm dài, cá sấu hỏa tiễn có thể phát triển dài 4 mét và nặng 200 kg. Chúng có cái mõm rất dài với hầm răng cực kỳ sắc nhọn, rất giỏi phục kích con mồi và đã từng cắn người. Cá rồng thuộc nhóm cá cổ xưa osteoglossids tồn tại từ kỷ Jura, và ngày nay thì chúng được tìm thấy ở Amazon, một vài nơi ở châu Phi, châu Á và Úc. Cá rồng là loài săn mồi phàm ăn, có thể ăn bất kỳ động vật nhỏ nào mà chúng được bắt, bao gồm cả chim và dơi trong những lần nhảy lên khỏi mặt nước. Cá mút đá Mycini đã tồn tại hơn 300 triệu năm sống ở vùng biển tương đối sâu. Chúng là loài động vật rất kỳ lạ có hộp sọ, hai não và có nhiều cột sống. Loài cá này sản xuất chất nhầy để phá hủy mang của các loài cá săn mồi khác, nên hầu như chúng không có kẻ thù tự nhiên. Cá mập nhăn là một di tích sống có từ kỳ phấn trắng. Khi khủng long thống trị hành tinh, một con cá mập nhăn cái có thể phát triển tới 2 mét, con đực có thể lớn hơn. Chúng sống ở vùng nước rất sâu và thức ăn chủ yếu là loài mực. Loài cá mập nhăn hầu như không tấn công con người. Cá hải tường có thể phát triển lên đến, đến 4,5 mét, nhưng hầu hết chiều dài trung bình là 2 mét. Loài cá này cần phải thở bằng oxy lấy từ trong không khí, giống như cá voi để tồn tại. Chúng di chuyển khá chậm và thường ăn các loài cá nhỏ, động vật giáp sát hay bất kỳ loài động vật nhỏ nào có thể vừa với miệng của nó. Hiện nay thì loài cá này rất khan hiếm. Cá đao sống sót từ kỳ phấn trắng và chúng có thể được tìm thấy trong các vùng nước mặn hay ở các con sông, kênh, rạch. Chúng có chiều dài là 7 mét với những chiếc cưa của chúng vừa là vũ khí vừa là cơ quan cảm giác giúp chúng cảm nhận được con mồi. Cá đao có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu bị khiêu khích. Loài cá châu Phi Polysterus Senegalus này được gọi là cá trình khủng long bởi vì lưng của nó thì có răng cưa và ngoại hình giống loài khủng long. Chúng có khả năng sống không cần nước trong một thời gian cho đến khi vậy của chúng không còn ẩm nữa. Và điều này giúp chúng sau khi thoát ra khỏi biển có cơ hội tìm tới vùng nước tự do. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.